Ngay sau khi phán quyết được công bố, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định này của bồi thẩm đoàn trên mạng Truth Social. Ngày 9 tháng 5, một bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố New York đã kết tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói dối và phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục và cưỡng bức nhà văn nữ Elizabeth Jean Carroll trong phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang trong thập niên 1990, cũng như kết tội phỉ báng khi ông cáo buộc bà đã bịa chuyện, đồng thời yêu cầu ông Trump phải bồi thường thiệt hại cho bà Carroll 5 triệu đô la Mỹ. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, bồi thẩm đoàn có 9 thành viên, gồm 6 nam và 3 nữ, bắt đầu công việc luận tội lúc 11:50 sáng 9 tháng 5 theo giờ miền Đông. Sau gần 3 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn kết luận bà Carroll, 79 tuổi, không chứng minh được việc ông Trump, 76 tuổi, đã cưỡng bức mình, nhưng xác định cựu Tổng thống Mỹ có hành vi lạm dụng tình dục. Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng kết luận cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi phỉ báng khi ông đăng trên mạng xã hội Truth Social do ông sáng lập rằng bà Carroll là kẻ lừa đảo và vụ kiện là âm mưu bịa đặt và dối trá. Ngay sau khi phán quyết được công bố, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định này của bồi thẩm đoàn trên mạng Truth Social.